Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định mới khai báo y tế với khách đi máy bay. Mất an toàn giao thông do bất cập mở giải phân cách trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hoàng Hóa. Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định số 1887 sửa đổi bổ sung một số nội dung tại quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo quy định mới, thay vì vừa phải khai báo y tế, vừa hoàn thành bản cam kết theo mẫu và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục tại điểm xuất phát, hành khách sẽ chỉ phải thực hiện khai báo y tế điện tử, mục khai báo di chuyển nội địa tại ứng dụng PC COVID, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của các thông tin khai báo. Hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác. Cũng theo quyết định mới, hãng hàng không có trách nhiệm kiểm tra việc khai báo y tế điện tử và tổ chức xử lý thông tin. Hãng hàng không cũng cần tiếp nhận thông tin dữ liệu di chuyển nội địa của hành khách từ ứng dụng PC COVID, tổng hợp, ra soát thông tin hành khách theo từng địa phương đến và chuyển cho cảng vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay vào thời điểm 13 giờ và 21 giờ hàng ngày. Quyết định này có hiệu lực kể từ 0 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2021 cho đến khi có quyết định thay thế. Công ty cổ phần vận tải Hà Nội quyết định giảm 15% giá vé trên tất cả các đoàn tàu cho hơn 3.000 người dân khó khăn từ thành phố Hồ Chí Minh về quê. Chính sách này được thực hiện từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11 năm 2021 theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, thực hiện chính sách hỗ trợ người dân về quê, Ủy ban đã rà soát và lập danh sách trên 3.400 trường hợp người dân khó khăn mong muốn được về quê. Hành khách có nhu cầu cần trực tiếp ra ga mua vé và mang theo giấy tờ tùy thân. Nhân viên bán vé sẽ căn cứ thông tin trên danh sách này để bán vé cho khách. Tuy nhiên, trường hợp hành khách thuộc đối tượng được hưởng từ hai chính sách giảm giá vé trở lên thì chỉ được áp dụng mức giảm giá cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, kể từ thời điểm dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1A hoàn thành và đưa vào sử dụng, việc đặt giải phân cách cứng giữa đường để phân làn điều tiết giao thông, cùng với đó là các lối mở bố trí tại các vị trí hợp lý để các phương tiện sang đường an toàn. Tuy nhiên, tại hai vị trí trên quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Hoàng Hóa, điểm mở chưa hợp lý gây mất an toàn giao thông. Điểm giao cắt giữa tuyến quốc lộ 1A với đường vào khu hành chính của xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông do giải phân cách được mở trực diện với điểm giao cắt. Vốn là tuyến đường chính của xã, dân cư đông đúc đi ra quốc lộ, nên tại vị trí này, người và phương tiện qua lại điểm giao cắt rất đông, đặc biệt là giờ tan tầm. Bởi vậy, nơi đây thường xuyên xảy ra tình trạng lộn xộn, mất an toàn giao thông. Tương tự, tại vị trí điểm giao cắt quốc lộ 1A với đường làng Phú Khê, xã Hoàng Quý, huyện Hoàng Hóa, giải phân cách vẫn được mở ngay cổng làng. Bên đối diện lại là đường vào khu sản xuất nông nghiệp của xã, do có quá đông phương tiện từ hai phía cùng sang đường một lúc tại cùng vị trí, đã dẫn đến xung đột giao thông giữa phương tiện sang đường và phương tiện di chuyển trên quốc lộ 1A. Theo người dân cho biết, năm nào tại đây cũng có người chết do tai nạn giao thông. Thậm chí chỉ trong mấy năm gần đây có tới hàng chục vụ tai nạn giao thông xảy ra, trong đó làm chết 3 người. Muốn là có thể là kết cấu lại cái chỗ giao cắt kia để có thể lệch đi một chút so với hiện tại thì nó cái giao thông nó đảm bảo hơn. Khi mở giải phân cách để sang đường, bên cạnh việc phải dựa vào khoảng cách quy định còn phụ thuộc vào tình hình thực tế về mật độ phương tiện tại từng khu vực. Tuy nhiên, thông thường tại những vị trí giao cắt đông dân cư hay chợ, trường học, công sở không mở giải phân cách trực diện mà sẽ mở lệch đi vài chục đến vài trăm mét để kéo giãn bớt mật độ phương tiện sang đường cùng lúc, hạn chế xung đột giao thông. Việc giải phân cách ngay trước cổng làng là chưa phù hợp, dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, thực tế thì các điểm mở giải phân cách trực diện với các đường nhánh trên quốc lộ 1A cực kỳ mất an toàn giao thông. Tại những vị trí này thì thường xuyên xảy ra tai nạn do xung đột giữa phương tiện đi ra từ các đường nhánh và trên quốc lộ. Tình trạng ùn tắc cũng thường xuyên xảy ra do có quá nhiều phương tiện cùng tham gia giao thông ở một chỗ. Do đó, trong thời gian tới đề nghị các ngành chức năng sớm có giải pháp điều chỉnh sao cho phù hợp, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.